Làm gì? Vô nấu cơm. Gì? Vô nấu cơm. Cơm bà nội mày nấu gì nữa? Nó nhỏ nhỏ nè. Giờ ăn gì đây ta? Chỉ là sáng nay đậu đũa phải không? Hồi nãy đòi ăn đậu đũa phải không? Đậu đũa ăn phồng lên, chỉ là lấy đậu đũa. Đồ ăn thì thiếu gì, nhóc luôn. Còn con cá nè. Thôi ăn mấy lọn lấy nha. Đây còn cá mắm gì nữa. Ôi ôi, hành còn đống đống trong này nữa nè. Chứ một bọc hành mình mua nữa. Hả? Hai lọn đi ăn cho đã, còn thiếu thì thêm nữa, không có ba lọn không mới quất hết luôn cũng được. Cái gì thôi đi chợ, con cá gì nữa nè, cho gì dục hẹp hẹp ba, còn cá nè bây giờ ăn mấy con, có gì, cá cha, cá cha đó, cá da trơn đó, ăn xong người ta cũng trơn luôn luôn. Bây giờ con bầu. Bầu, tí đao, bí gợ, hành, tí đao, bầu, bí gợ, cái này đậu đũa, này bí gợ nữa ha. Biết cái tủ mình không biết cái gì ở trong. Học dịch. Rồi. Rồi đúng rồi. Mặc kệ ăn có đồ mới nữa đi. Nhưng mà cũng phải ăn có đồ mới kèm đồ cũ nha. Bà thích ăn món nào ăn món đó. Bây giờ đậu đũa ha. Ủa, để lại coi chừng dính lông mèo. Có cái miếng chải đa năng nè. Miếng chải không bao giờ rửa nè. Hôm qua mới xách cái gì bầu đó. Đây này nè. Này thấy nó dơ dơ chứ nó không có lông mèo, thả xếp lại chứ hả? Cũng này lông mèo. Trời ơi, cái gỗ bà lớn nó sao rồi, đừng hết. Gỗ này nè đại ca. Nè. Hai bó ra mà biết cái gỗ bà lớn. Mưa nữa rồi. Rồi. Ghế nè đại ca, ngồi xuống. 1, 2, 3, rồi ngồi xuống. Rồi. Để ngồi đi. Ôi cái đó là hơi nào mái nè. Nè. Cái này an toàn bà mẹ và trẻ em nè. Với người có thai gì đó, người đang mang thai cũng an toàn nữa. Nè. Mưa nữa rồi. Mì ì. Hên quá cô bác mới đi nhận hàng về. Mới đi nhận hàng về chứ trễ chút xíu là rồi tiêu rồi. Mua trên mạng đồ lặt vặt. Để sửa cái máy. Ủa lộn, làm cái máy chứ không phải sửa, cái máy đổ hư đồ sự. Làm cái máy, chừng nữa quay cho cô bác xem nha. Cái máy GX120 của mình đó. Mới đi nhận mới muốn đồ về. Rồi bây giờ cá này sao ta phải có để cái máy cố định mở bọt cá. Ngồi thêm miếng cá mới mới được. Đồ cũ đâu ăn đồ cũ không được. Ăn miếng thôi. Vậy thôi đó nha. Nó cần hả? Nó cần hả? À, bây giờ có bầu ở trong rồi đấy, nó cần bầu. Nó ông mà đậu đũa nào bỏ vô nó canh được không? Rồi con cá này nếu như nấu canh thì nấu cái gì nè? Phải nấu mới biết chứ, sao tao biết bữa nay ăn tương mà. Con cá đó giờ làm món gì? Cá là mày nấu canh ăn gì cả. Mà muốn ăn món gì? Ăn cá cũ đi. Cá cũ bỏ chút xíu hả? Mới đi ăn mới, thêm miếng mới nữa đi. Món mới nữa đi, cũ ăn sao ăn. Trời ơi. Cá cha làm gì giờ? Ai biết? Thà nấu mà. Rồi bây giờ cá đó dễ ăn nhất. Rồi giờ ăn gì?
Rồi đó làm gì mà ho gì hoài rồi ai dám ăn nước miếng không? Rồi con cá cha muốn ăn cái món gì nè? Cá cha làm gì giờ? Ai biết, chiên không chịu, kho không chịu, rồi giờ làm gì nè? Chiên đi ăn hồ chết nữa. Rồi, rồi ăn món gì? Muốn cái gì nói mới được chứ. Biết ăn gì giờ? Hồ này có mỡ vô chết. Hả? Hay là kho? Trời, thật là cá rồi, cá muối mà kho gì trời. Muối đâu cá, nguyên con cá tươi. Cá tươi mà đâu có muối. Đi mua cá đó. À, bây giờ chơi hoài hay sao? Bây giờ ăn món gì nói để người ta biết ta làm chứ. Làm kéo dài thời gian quá. Thôi giờ kho đi, kho cút chút đi. Biết cái gì giờ? Vì muốn ăn mà không nói rồi sao tao biết? Gì, nữa chơi nữa. Chắc gì giờ? Thật bây giờ ngán quá, ngán rồi. Cái gì cũng ngán, tao biết được mình tung biết ăn gì bây giờ. Có tôm hùm mà tôm hùm bây giờ cả triệu mấy là một tí, sao mua nổi nhà nghèo nữa. Khổ quá mà. Trời ơi. Thì một miếng mới, còn miếng khô nào đâu nước. Cái mà hiện đang có nào mà không chịu ăn mà đòi ăn cái không có. Cái đang có nè. Cái cũ còn chút xíu sao mà ăn. Thì mình ăn. Đó. Con cá này cả 3 kg à. Đó, bây giờ lấy một khúc đi. Trời ơi. Khổ tâm hết sức học chơi lên chơi xuống hoài. Trốn nào bỏ đi à. Rồi, nè, bây giờ hai khứa đi. Khổ quá. Hai khứa đi ha, rồi mời tính tiếp. Vậy đi. Để vô tủ lạnh nó thôi rồi. Kho khác, cái nồi kho khác chứ đâu kho chung đó được. Cái đó thịt mà con này cá này khác, sao đâu kho chung được. Có riêng nồi. Nữa, chơi nữa à, có ăn là mừng rồi. Người ta không có ăn kìa. Chơi quá. Rồi bây giờ lấy cái nồi kho đi. Ăn đỡ bữa nay đi, nghèo khổ quá mà. Đổ nước vô hay là nước mắm vô? Kho á? Ướp nước màu vậy chừng đổ nước gì à? Ướp nước màu trước hả? Ba nó đổ nước mà. Cái bữa con cá có ai biết kho đâu. Rồi ơi khổ ha. Kho tàu hủ ta còn biết nữa không chứ con cá. Cá. Rồi. Rồi ướp làm sao đại ca? Ướp sao nè? Ví dụ không biết à. Rồi, đang này lắm. Nước màu phải không? Rồi, đổ trên đấm rồi. Nước màu rồi gì nữa? Đường, nước muối, mắm gì không? Gì nữa? Đường bột ngọt phải không? Rồi chút đường. Rồi chút bột ngọt nữa không? Thay bằng bột nêm đi. Rồi. Rồi nước mắm hay gì nữa không? Nước mắm.
Ai biết có nước mắm đổ vô được rồi. Rồi rồi thì sao đổ không? Chơi gì đó hướng dẫn mà không có tận tâm tận tình gì chứ, để ta hỏi hoài chơi kỳ ha. Rồi làm học viên người ta không biết gì chứ, hình như hơi ít nước mắm rồi. Vừa chán đáy hả? Trời ơi, có cái con nhện nữa nè, nó nằm đây là chết queo nha con. Con nhện nó bò vô, nó muốn hy sinh. Xịt một chút ấy này vô giữa, có một tay buộc như một cùi vậy đó. Rồi cái dao cái hồi làm cái đồ sống rồi nó hôi gì nữa. Ủa lộn, hồi làm đồ chính. Thì bữa nay ăn hết này, cứ cá với củ nữa là bỏ rồi đó, mai ăn cái khác nữa. Rồi nó khô gan luôn rồi, sao giờ đổ nước chưa không? Đổ nước chưa nha. Bữa nay là món cá kho nha. Tới giờ có biết kho đâu. Nhiều không? Nhiều nước không? Rồi, sắp xếp con cá. Nó gì cho lúc con cá luôn hả? Này sắc đậu đũa hả? Cần trở bề hả gì không? Bây giờ có hai cái bắp chuối nhỏ xíu nè, bây giờ coi hướng dẫn làm cái bắp chuối nha. Đó, bác ơi, đó giờ có biết làm bắp chuối đâu, bữa nay nhờ thợ hướng dẫn làm cái bắp chuối nha, để bỏ uổng. Bắp chuối nè, cái bữa tiệc hôm qua còn dư hai bắp chuối. Không sẵn tao hướng dẫn làm luôn, làm ăn chưa chiều luôn, để bỏ sao. Cái bắp chuối giờ thợ hướng dẫn để phát triển cái món bắp chuối. Nhỏ xíu nè, để bỏ cái này nè. Rồi thấy bà nội. Bà nội bà lấy vụ làm hết hả trời? Cái gì nãy giờ đưa bà thấy vụ làm đây? Rồi hồi nãy tự lấy mà giờ nó lọn, nó hay lọn á. Chuối nha, bắp chuối ở miền Bắc của Á Phụ gọi là hoa chuối. Thôi, nó héo hết trơn rồi nè. Mới là bỏ luôn á. Không tiết kiệm gì chứ, bởi vì nghèo hoài. Tiết kiệm chứ. Ăn lại vô. Mình ăn mặn còn có đồ ăn mà, bữa nay tán tương mà, bữa nay ngày ăn tương mà. Bữa nay tỷ số 2-1 luôn à. Chơi kỳ không, cái gì mình không ăn rồi, cái chê hoài à. Mình không ăn thì người ta ăn, đó. Bây giờ bắp chuối này sao nè? Sắc. Sắc rồi sao? Lột là chê. Lột kê rồi mới sắc ha, để nguyên vị sắc. Lột kêu để chiên sắc. Không, sắc nguyên cái bắp này hả? Là mình lột ra từng bẻ. Sắc rồi có ngâm nước hay gì không? Hả, hả là sắc? Sắc rồi bỏ vô nước không? Cái vụ này không biết thiệt luôn. Sắc rồi bỏ vô nước, bây giờ kiếm đâu ra cái phao nè. Rồi. Trời ơi, con mèo nè. Mèo nè. cái bình thủy này nó ấm nè, cái nó lên đây cái nó nằm. Trời ơi, ngồi uống nước chứ uống nước lông mèo á. Đây. Đấy, bữa nay thực hành cái món bắp chuối nha. Đó giờ không biết cái dụng này. Này cái này. Hành, đem hành. Cái đó riêng, cái này riêng, cái này cũng như là mình tận dụng đồ bỏ vậy đó. Queo chơi rồi ngày mai là nó còn cái xác không đó.
chị là ngâm nước phải không? Sắc rồi ngâm nước nha. Nước này có bỏ gì không? Nước này có bỏ gì vô không? Muối hả? Rồi con cá nó khô kìa, sao giờ trở về không? Là không kịp chứ, ba tay ba chân thì không kịp. Tao làm cho mình ăn thì chứ. Rồi rồi dắt này sắc bắp chuối ra à. Nãy giờ dầm dầm chưa sắc được nữa. La lên la xuống quá. Rồi sắc cái dao này nó là bằng cái dao hai lưỡi. Sắc mài ha. Rồi sắc gì? Cái này không biết sắc làm sao. Nó dài quá rồi, sắc nó phát đứt rồi. Nó ham ăn nhiều á. Có ham ăn đâu. Cái này là làm giùm thôi. Cái này ăn chung bộ. Cái nồi cá nó sắp khô rồi. Xong rồi đổ vô đây. Làm một cái la lên la xuống quá. Mà muốn trốn rồi. Rồi, thợ sắt vô, xe ra sao còn có chút xíu kỳ vậy? Bắp chuối một nhót nữa. Cứ cứ máy chút xíu à. Con cá nha, con cá kìa. Nó khô chưa? Thì khô rồi đấu nước thêm không? Nước thêm rồi. Rồi. Hãy để chở hai bạn đứng này, lắc này cho nó nằm xuống đi ha. Coi niêm niếm được chưa nha. Nè, muỗng nè. Để trong cái tô đừng để ngoài. Nãy để rồi đó nha, nãy niêm niếm rồi đó, tao xin mặn nha. Không biết sắc đâu. Sắc không đứt gì trơn á. Nó bữa nay nó dai như cọng dây thun rồi. Nó hư rồi. Cũ quá rồi. Hai bữa rồi. Nhắc rồi. Rồi. Trộn lên không? Bắp chuối nè. Trộn lên ha. Nước nhiều không? Hả là nước ít hả? Nhặt nè. Trời ơi, hướng dẫn sao mà ta hồi ta làm không ăn được chứ nha. Hướng dẫn không có tận tâm chứ. Đợi ta hỏi mới nói không chơi kỳ vậy. Thầy dạy gì rồi học trò nó dốt chơi rồi sao? Chỉ dạy cho những đứa thông minh thôi, những đứa khờ khờ sao nó biết được chưa? Ủa, nước tàn ha, cái này chưa rửa mà, đầu đầu đũa này chưa rửa, đấu nhiệt, đấu nhiệt chưa, cái này rửa cái nha, lạnh kịp đâu chứ,
cái này bỏ lên trên đây, rồi cái này bỏ xuống, rồi cái nồi thế nữa, rồi rửa có ngâm không? Hoặc là rửa gì xào luôn đi, bây giờ đi. Ai biết đâu, không biết à? Cho ăn gì ăn ấy, ai biết thì làm món gì đâu. Cái này không biết làm à? Phải nấu mà ngờ hỏi ngược mà để tử sao biết được? Rồi, từ nhẹ, nấu tung lên rồi. Đổ nước ra vô không? Đổ đũa nè. Đổ đũa nước không? Đổ nước. Hả? Đổ nước vào, ai biết đâu. Xào thì để lên xào. Có nước rồi đó. Chơi gì đâu, chỉ dẫn không có tặng tăng gì chứ. Chỉ dẫn, chơi ra hậu. Ai biết mà muốn ăn gì. Trời ơi, mình mới quyết định được chứ, đâu có biết đâu. Tao làm theo hướng dẫn mà. Mua đồ về chứ không biết làm món gì. Cái bắp chuối này họ ăn được hay không nữa nè. Hả? Khoảng 1/3 ca. Ăn nước không? Cái nắp của nó là cái nắp này nè. Hả? Không biết à. Nè, nắp này nắp của nó nè, để rửa các con để bụi bám dân tờ. Xem hao, trời ơi, xài đồ của Trung Quốc luôn. Cái nắp nó nè nghe. Cái nắp để đâu giờ không có chỗ để nắp. Nêm nếm hả? Đường, muối, bột ngọt. Coi chừng để lộn nha. Để lộn cái kỳ lắm à. Rồi nếp. Yến rồi từ từ tính. Rồi sườn non. Nhắc là lấy sườn non ra trộn nữa. Sau khi ngâm là vắt nước. Rồi vắt cho khô. Ướp gia vị trong cái thời gian chờ đợi là mình tha hồ mà ướp này luôn. Chả ra cho nó đều ra cài. Cái gì sắc chê nữa. Sắc đẹp quá mà. Miếng bột niêm đi đâu à, ngồi xuống ghế đi đâu à, chưa có biết sắc đâu. Một miếng đường, coi cái nồi kho nha. Ủa lộn, không có bỏ đường, chiên không bỏ đường, lỡ lộn bỏ đường rồi, muối bỏ lộn rồi, hồi chiên sắc nhạt nữa nè, bị chê nữa nè, muối. Rồi. Một chút xíu xì dầu hay còn gọi là nước tương. Một chút xíu shinsu. Tương ớt cho nó cay cay chơi. Rồi sau đó trộn đều lên. Mình ăn mình trộn mình không có ghê. Tiêu hả? Tiêu có nhóc nè, khoan để rửa cái nắp cho ta nha. Cái nắp dính bụi, khoan để rửa cái nắp cho ta. Bỏ này đây, rửa ta cái rửa tiêu cái ra chưa nha, tiêu chưa rửa nắp nha, rửa cái nắp cho nó sạch cho nó bắn bụi.
Rồi cái đồ xay tiêu đây, quay review cái đồ xay tiêu của bác xem nha. Cái này là cái đồ xay tiêu tối hù à, chút xuống gì tụi mình mới quay nè, quay chiều nào không biết, cóp 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 là nó xuống đó, hình như là chiều này đúng rồi đó. Đó là chiều này không thấy ra nó, chiều này nè đó. Quay vậy là hộp tiêu nó lọt xuống cái nó bể là mình có một đống tiêu dưới này đó, review. Rồi nó đổ tùm lum cho nó, mở cái nắp này ra đổ tiêu ra đây đó. Ở đây mình sẽ có một đống tiêu nè, rồi nhiêu đủ chưa anh, là xây nữa thôi đi em nội, review sản phẩm đó. À, chưa ngon chưa, nêm nếm vừa ăn chưa nha, bữa nay có ăn còn ơn á. Cái gì đắp lên đây mà. Là sao? Bắt xuống hả? Khoan nghe, để lấy cái ghế. Từ từ nóng đó. Còn ba mẹ và trẻ em và phụ nữ có thai. Phụ nữ cho con bú. Đang có thai. Rồi. Cái gì lên đâu? Quên. Cái nào chiên chiên cái nhỏ đi mẹ cho nó còn. Không được. Cái nhỏ này cái dởm nó chóc cái lớp nè, cái chảo dởm của bác mua nè khoảng chừng 120 đến 80 ngàn, 70 ngàn, 30 ngàn là nó chỉ chán một cái lớp chống dính ở ngoài nè cô bác, mỏng dính vậy nè, như cái lá lúa nè, mỏng nè, cạo cái lớp này ra nè cô bác thấy không? Giống như giấy nó chán lớp vậy. Cái này là cái chảo chống dính đồ dởm. Còn cái chảo này á cô bác, nó chán một lớp rất là dày ở trong này luôn. Cầm miếng nước này đi, khô quá. Nước ha, nhiều nữa không nè, có xíu nè, nãy đổ quá nhiều nè, rồi khô gan luôn rồi, nữa không, miếng nữa không, quá khô rồi, nãy niêm gọt ha, quá khô rồi. Rồi có bắp chuối này sao? Sắc đẹp gì đó nè, không mình làm gỏi ăn đi, hướng dẫn làm gỏi đi, bóp gỏi. Trời sắc quá trời, sao hả? Trời ơi, sắc gì mà chê, sắc đẹp gì mà chê nè. Có này còn nguyên cục luôn nè, xấu hổ chưa? Nói gì chả ai biết làm cái vụ này đó, đẹp quá ha. Rồi sao đây? Cho chuối này nè. Khoan, để chiên cái này đi đại ca. Rồi sorry cô bác ơi, vừa rồi hết pin không biết hết cái khúc nào luôn. Hình như đâu cái khúc này hay gì đó. Sắc đẹp quá ha. Rồi giấc này chiên sườn non. Khỏi giờ chiên đó nha. Lửa gì vừa chưa ha, mạnh nữa. Rồi còn bắp chuối này sao nè. Bắp chuối này nè. Không. Đây, chiên xong bỏ đây nha. Rồi còn cái bắp chuối này bây giờ làm sao nè, làm gỏi là làm sao nè. Hả? Có me kìa. Me mình nhắc. Rồi, bây giờ sao này dắt nước ra hả? Dắt ra đi. Me đâu? Me trong tủ lạnh nhắc. Bây giờ dắt nước nha ha. Dắt khô. Trời, nó ra mũ hay gì ra trắng trắng nè. Dắt kỹ không? Cần nhào bóp nặng gì không? Nhào nặng quá xá luôn nè. Dưới cùng á, dưới cùng cái keo dưới cùng á, cái keo dưới cùng nữa luôn. Để tiếp cho, không có trường tiếp đâu. Kiếm cái gì ta làm ra sớm hơn, để làm sớm ta kiếm gì cho, vớt cái này xuống rồi đâu có đợi được. Rồi. Để cục nhào bóp vô. Khoan chưa? Này chưa dắt nước xong mà. Coi cái nồi ấy nó khét kìa. Nồi sườn non khét. Rồi. Nhào nặng gì cho nó ra mũ rồi. Dạ.
Rồi xong. Rửa lại cái này nữa ta. Trời dắt thì phút mà làm thì kỳ vậy trời. Rồi. Lấy cái tay dắt vô mà nó dắt vô hơi vậy đó. Trời, khô dữ lắm luôn rồi đó. Khô. Cái thơ đâu? Chưa từng được khô luôn đó. Rồi. Một miếng nước mà. Chút, rồi, tắm rồi đó. Rồi, làm như cho heo ăn luôn. Rồi. Sắc đẹp gì mà còn chê lên chê xuống nè. Rồi, bây giờ chọn cái gì vô nè. Kìa, coi xương non kìa. Để một hồi mà nó thành xương non châu Phi đó. Còn cái này chín chưa? Chưa chín nào. Rồi, cái này chọn sao nè. Mè hết hủ mè rồi luôn ha. Mè đây, mè nè. Khoảng nhiêu cục bơ lớn không? Chút nữa đi nè, cục bơ lớn này chưa chịu nè, kêu chút nữa à. Rồi cục bơ lớn nữa không? Rồi hai cục mè. Em có miếng nước ở đây nè. Nước hả? Cái gì vậy? Nước nó ra. À, để cho nó ra me ha. Vậy là đổ nước nóng vô phải không? Hả, nước nguội. Nước nguội đi ha, nước nguội sẵn đây đi, xả vô miếng rồi ha, cho nó ra nước ha. Rồi lấy cái tay bóp bóp gì phải không? Ừ, bỏ vô đây bóp cho nó dễ. Nó ra nước chua chứ không biết. Không lẽ người ta lấy cái muỗng hay gì đó, thấy hình như người ta lấy cái muỗng rồi này bóp tay luôn, thấy ghê quá. Tay bóp này ăn ghê. Có ai dám ăn không? Đường vô hả? Rồi, me đổ vô. Rửa xuống luôn. Rồi, bữa nay thực hành nha. Đầu tiên là ngâm nước. Thứ hai là bỏ me, bỏ một chút đường. Rồi bỏ gì nữa? Hạt nêm gì không? Bột ngọt nữa hả? Hạt nêm không? Miếng hạt nêm ha. Rồi. Vậy là ngâm nước hồi nãy là nó hết chát rồi phải không? Đó. Vậy là sau khi ngâm nước mình bóp dắt khô, rồi bỏ chút đường, chút hạt nêm với me. Me là quan trọng để cho nó chua chua. Mình nói là coi xương non rồi, thành xương non châu Phi chân. Đang khui chân nè. Thấy không? Đó. Thành xương non châu Phi rồi đó. Đó. Gia vị gì nãy bỏ đường đó. Nãy quên. Bỏ muối không bỏ, không bỏ đường. Tại phân tâm. Rồi, chắc này mới trộn lên nha. Sau khi người ta làm ngon quá, mình làm thấy nó kỳ kỳ vậy thôi. Nó có cái gì cho nó sai sai à. Để một tay quay, một tay trộn luôn nè. Còn cái máy quay nó còn quay không bấm vô màn hình đó nha. Rồi, còn quay. Ngon quá mà. Rồi, bữa nay học được món mới rồi đó. Cái món này sắp phát triển, ở Việt Nam chỉ còn người biết làm thôi. Thấy có cô ác ở đây cứu đầu dây cốc cái món này ăn. À, hết à? Hết à? Hết à? Dục cái chảo qua đây đi, dục cái chảo qua cái lò này đi, rồi lấy cái nồi cá cũ, cái nồi thịt cũ hôm qua, nồi thịt cũ trong tủ này, nồi thịt cũ này. Được không, lấy tới không? Cái tay bị mắc kẹt rồi. Rồi hâm lại luôn. Con cá lóc đó. Con cá lóc ghĩa ra đó. Ăn cái này bỏ đi rồi cho chó ăn, mình ăn dư nhiêu cho nó ăn, không biết nó đều chưa, không biết. Cái này có cái máy trộn á, chứ người ta trộn xong mỗi tay quá.
Trời ơi cái này cô bác ơi, cái này mà hên mình rửa tay trước khi làm đó, khi mình chế biến cái gì mình cũng rửa tay trước chân. Chứ cái kiểu này mà cái tay dơ dơ, cái tay mà sình đất không đó nghe, chỗ một họ cái tay trắng bông là sình đất nó vô đây nè. Trời ơi, làm đồ ăn mà nói kiểu này chắc chó nó ăn chứ người ta nó chữ chết luôn. Người ta chọn người ta có bao tay rồi kỹ lưỡng ha, chứ ai mà làm gì nói mà bị chữ nữa chứ. Để cô hát coi nói thôi nó trộn với cho heo ăn. Cảm thấy nó kỳ kỳ vậy đó nghe, không ăn được hay không. Rồi có thêm nước tương hay gì cho nó mặn mặn hay gì không hả, cho muối hay gì thêm không? Hồi nãy như chưa, hồi nãy như chưa có muối không, nãy bỏ muối chưa? Chưa bỏ muối mà sao mặn? Thử miếng ăn nó chua chua mà nó lạt nhách rồi, nó có mùi vị chân á. Bỏ gì vô không? Tương ha. Cái gì lạt nhách mà rồi nước tương. Ủa rồi cái vụ này mà chiên bột là chiên sao nữa? Là cái vắt này bỏ đây ha. Mà có bỏ me như nãy không? Không bỏ me ha, mà cũng nêm gia vị vậy đó ha. Bột bột chiên này là bột chiên gì? Bột gì? Đè xuống, đè xuống, đè cái nút đó xuống. Bên này, tôi biết bên này. Ờ đè xuống. Đè nặng. Ờ. Đè miết luôn. Đè miết. Ờ đè miết, đừng có giở lên. Đè miết luôn, cái tay miết xuống luôn. Miết luôn, đừng có giở lên. Ờ, miết luôn. Thôi không được rồi. Tiêu đè miết luôn mà sao mà giở lên hoài hả? Đè miết xuống gì nè, chừng nào nó cháy rồi mình nó buông ra ha. Chứ đè nhắn cái giở lên, giở lên nó nắng được rồi. Nè, chọn miếng nữa. Vụ này không biết luôn nữa. Cái này làm để cho biết thôi, chứ không phải là chủ yếu ăn cái món này. Để là biết cái công thức thôi. À. Ủa bột này kêu bằng bột gì, bột gạo hay gì? Bột cái chuyện này nè. Bột chiên giòn. Bột chiên giòn ha. Mưa mốt mình qua làm cái món đó cô bác xem nha, bột chiên giòn cái làm này nè. Thử rồi. Nó cũng tạm vậy đi, tạm cũng được rồi. Nó không có ngon lắm mà cũng không đến nỗi dở lắm mà nó không biết diễn tả làm sao. Nó còn hơi chát chát một chút, chắc là nãy dắt nước nó chưa cái quá. Còn hơi chát chát một chút. Rồi mình được 3 món, 4 món. Ủa cái nồi nó chín rồi hả? Rồi. Dắt chứ nhắc xuống hồi nào không hay luôn. Rồi xong. Xong bữa cơm. Ủa không có bỏ hành nữa hả? Ủa? Nè nè có hành nè. Ủa? Nhắc xuống. Ủa? Gì khỏi đi ha. Đi rửa tay đã. Cái tay đang thui mà trộn rỗi hồi cái tay cũng bóp luôn nha. Rồi mấy cái đen đó, nó đi về đâu. Lấy gì hết không? Không, nhiều lắm, mà để nguyên thao đi. Nguyên thao đi. Nguyên thao đi. Đồ, sẽ sao đi. Một này bỏ ngoài này đi. Rồi từ từ. Nói cơm thì chín rồi. Cô uống miếng cà phê. Dặn ngược lên trên. Dặn quay lên trên là tắt. Quay lên trên. Rồi. Rồi cùng lên trên là tắt. Rồi. Rồi hành này thì dư rồi phải không? Rồi dọn chén ăn cơm xong. Còn hành mình mua một bọc chà bá nè. Ủa lộn, đâu mất rồi.
đâu, ở trong này, ở trên nè, bột trà bá hành nè. Rồi cơm. Ôi giời, quá khá rồi. Mấy cái đầu đũa sắt hồi nãy nó rớt từ lưa tầm lum mới dưới nền nhà luôn nè. Rồi bắp chuối nữa nè, thôi xào quét luôn nha. Sườn non chưa cắt ra luôn. Luôn. Bỏ đi. Sườn non sắt ra mình thì chơi nguyên cục à, nhưng mà bữa nay có cấp trên ăn tương nữa, hay nói sắt ra. Còn mình thì ăn đơn giản lắm rồi. Dở lên kéo dĩ ghê, kéo mà sột sột. Giống như mấy cái người mà đi dép mà đi xẹt xẹt. Nó dở dò lên đi xẹt xẹt. Đi dép mà đi sạp sạp, đó là cái dạng lề mề đó. Thôi kệ, để họ dọn cho, khỏi. Đừng hồi nó dơ cái tay ăn uống nó không có ăn. Chưa, còn đang lướt web. Rồi, nồi cơm. Ủa, thông cảm nha, có một tay làm trần ai. Tắt cái CP, mở cái nắp nồi, cái nồi cơm, cái muỗng. Đó. Rồi còn cái này cái nồi lấy cái gì múc cái này ra quá phải không, cái này bỏ đây đi nè, cắt cái muỗng nè, cái muỗng nè làm cái gì múc. Chia cái ăn mặn đi, còn ăn tương là quất nguyên nồi đi, tại bữa nay ăn tương có hai người lắm. Múc nước rồi chứ. Cái gì đi. Nước. Nước để chan vậy không? Nè, nước trơn nè. Nãy tưởng ít nước mà nấu hồi xong mà nó ra nước dữ rồi. Tôi đổ hai lần nha. Đổ hai lần nó hai quá. Rồi đóng nước luôn nè. Rồi ăn con cá cha kho, còn bên đây là thịt gà thịt vịt gì đó với miếng cá lóc hôm qua. Rồi còn bên đây là sườn non với gỏi hết. Gỏi này cũng ăn chung luôn. Rồi bên đây là đậu đũa. Rồi ăn đơn giản vậy thôi, vậy là xong cái buổi sáng nay của anh khóa ra rồi. Có cái chống gò gỉ ga nữa nè, nhưng mà thôi khóa lại cho nó an toàn, có cái van an toàn nữa đó. Tắt bếp, tắt đèn cho lộn. Rồi vậy là xong bữa nay bữa cơm quá sáng ngon luôn. Rồi tới đây mình kết thúc phim luôn. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây luôn nha.